đọc nên đi. Từ năm rồi cũng gặp tụ khi mà mình đang làm test á, khi làm test mình cũng chỉnh sửa, mình thoát ra ngoài hết luôn, chỉnh sửa, đưa cái này hết luôn, chỉnh sửa nữa nó giống như hôm trước á, mình chỉnh sửa xong rồi, nó ra hỏng,
sáng mình kiếm được tiền. Đó anh Kim đứng lại nó bay luôn cái điện thoại thấy không?